Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em tiếp tục về một cây Sennheiser E965 cho các bác. Thì đây là hàng mới full box 100% bác các bác ha. Hàng mới luôn nha. Hàng mới chưa qua sử dụng nha các bác. Sennheiser E965 ha. Mấy cái này thì bên em hàng sách tay nhập từ nhà phân phối ở bên Mỹ về ha các bác. Hàng thì được nhập trực tiếp từ nhà phân phối chính thức của Sennheiser các bác ha, nên các bác an tâm mà sử dụng. Với lại là hiện tại thì hàng Sennheiser chưa có 965 thì chưa có hàng nhái ha các bác. Thì đây là bên trong hộp của nó các bác ha, thì nó sổ sách manual của nó đây. Tiếp theo đó là bao da ha. Ê, cái túi đựng mic thôi. Thì cái kẹp mic đây ha các bác. Và nhân vật chính của mình là cây mic đây ha. 965 các bác ha. Rồi. Thì đây là hàng mới nên là mình không có coi đẹp xấu, mà em sẽ review bên trong cho các bác xem ha. Thì nhân vật chính của nó là cái củ mic bên trong đây các bác. Đó. Thì thực ra là những cây này em cũng đã review rất là nhiều lần rồi. Là sẵn tiện thì mở ra cho các bác xem thôi ha. Đó. Củ của nó như thế này ha. Thì ở đây nó sẽ có một cái tem của Sennheiser trên này. Kiểu như tem chống hàng giả các bác. Thì trên cái củ mic nó sẽ có một số cái như đây là cái số series của nó các bác này. Series ha. Đây là dòng chữ 965 Sennheiser. Đó. Thì cơ bản cái khó nhất của trên cái mic Sennheiser này đó là những cái cần gạt này các bác ha. Thì ví dụ như nếu mà do là dòng này vẫn chưa có hàng nhái hàng giả, nhưng mà nếu mình so qua bên Shure CS-M9 thì nó này cùng phân khúc với Shure CS-M9 ha. Thì hàng nhái hàng giả của CS-M9 là phân biệt nó là không có những cái nút gạt này ha các bác. Thì những nút gạt này nhưng cơ bản là cái công nghệ nó cực kỳ cao, nên là hiện tại hàng nhái hàng giả nó không làm nổi những cái kiểu như thế này ha. Thì thứ nhất đó là cái cần gạt này là gạt giống như EQ các bác ha. Cái này là chuyển qua giữa hai công nghệ mic khác nhau. Này là một cái này super caroi mà cái này là caroi ha. Nghĩa là cứ nôm na là nó sẽ cho ra hai chất âm khác nhau. Thì mình thích bên nào thì mình gạt bên đó mình trải nghiệm thử ha. Còn cái này là âm lượng thôi. 0 dB và âm 10 dB, giảm 10 dB ha các bác. Cái này mình tùy chỉnh so với hệ thống âm thanh nhà mình thôi, chứ không khác ha. Rồi, cái này mới full box 100% nha các bác. Hàng chưa sử dụng ha. Giá cái này 9 triệu rưỡi nha các bác. Này ha. Thì lô đợt này cái này về lẻ một cây thôi, mà lô đợt này em về tới 5 cây lận ha. 5 cây như thế này. Em nhập mấy cái này thì về cũng rất là nhiều các bác. Và em nhập từ nhà phân phối nên là các bác an tâm ha. Và em có sự tự tin về nguồn gốc xuất xứ cũng như là độ đảm bảo về hàng chính hãng của những cây này các bác ha. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em ha. Em sẽ để số điện thoại của em trên phần mô tả của video. Giá cái này là 9 triệu rưỡi nha các bác. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại ha.